Cá quá nhiều. Ủa ăn cái nhiều quá cho ăn trộm bớt đi. Chắc à? Ừ. Rất là cao ha. Cá quá. Chị làm thích hết cho chua. Quên đi mắm mấy chút. Nước suối chưa có trộm này. Cái gì? Mắm tép của nhỏ. Hèn chi bữa đi coi tử nguyên cuộc đời chị nó yên ngắn quá. Chị lại thích đi chua chứ chát. Chị mấy bạn bên em nó mới xem bên anh phát xong. Vậy qua đây đi em. Nhảy qua bên chị đi em. Được rồi Hai ăn đâu mà hai. Ủa? Ủa Khánh Vân không có nhiều lắm hãy cho bự. Không biết quay lại ngược lại xong em tắt luôn. Đây nè em hỏi hai đứa em của chị. Chị ơi lấy đi chị nha. Chị lấy em bật lại cho. Chị làm chén muối đi kìa. Chị ra thấy mặn cây rồi ăn. Từ bắt đầu đây nè, cảm ơn Nguyễn Quốc Vinh. Trái đó là cây đó là cây hoa hậu không anh? Hãy qua trên đây bây giờ Phương follow nha, lần đầu tiên ra chim. Hồi nãy không có em, chị không biết đường vô luôn á. Mọi người qua follow kênh, mọi người gõ kênh Nabi Nhã Phương. Thiên Ân kìa. Nabi Nhã Phương là chị Phương cũng đang live stream luôn à. Đoàn Thiên Ân. Đoàn Thiên Ân. Ân cũng đang live stream luôn, mọi người đang ở đây luôn nè. Kim Xuyến. Long An. Chị ơi. Đây ra, giờ ra coi đi. Anh hái gì nữa vậy anh? Đi theo cái vườn trái cây nhà chú Giang ok đó mọi người. Vườn chua. Chua lắm mà chua đây. Chị cho tụi em coi cái này. Trời ơi mận nè. Mà nó cùng giống anh. Khác nhau. Nó cùng một kiểu thôi nhưng mà cái mỗi cây nó có một kiểu gì. Cây này vừa chua. Hồi nãy rõ ràng là chỉ cho mình cách để lật ngược lại rồi. Cái này anh rồi, thấy rồi. Mỗi cây nó thì cũng như người vậy đó, có người thì rõ ràng đàng hoàng như anh cũng có người. Thấy gì em? Rồi lật rồi nè. Cái đó cũng ngon, cái đó cũng ngon luôn. Nhưng mà cái đó là ngọt, cái đó không có chua. Trời ơi. Cho em miếng ăn miếng. Cái cũng ngon. Nè, mẹ ăn thử đi không? Nè con. Cảm ơn chú. Ngon. Cái hương vị cây này khác lại cây này nữa. Sao tính dục ở đâu? Thấy nè, em live stream cho mọi người coi chị tính dục ở đâu. Không đây. Bỏ vào túi. Em thấy nha. Chưa gì hết gặp trên mà. Trời ơi. Ủa? Tết ơi. Dạ. Đây. Hấp dẫn không? Ngon. Thôi đốt lửa đi nào. Cái vườn siêu đẹp luôn á. Rồi chia bao đi. Em đang nghĩ đâu hát rồi. Rồi chưa? Hát karaoke đi ạ. Hôm nay mình sẽ. Hello, xin mời mọi người. Ăn chùm cuộc. Chùm cuộc. Mình đập cũng lên. Chùm cuộc. Nè. Mà cay quá. Đi đi, tao ngồi bàn rồi con. Chị cười hả? Dạ. Bàn mấy mình đút cười. Trời ơi đẹp quá. Ảnh xanh nè. Trời ơi gì vậy em? Chẳng tin được đâu. Tự nhiên kêu là tiền từ thiện sao rồi chị? Trời chị chưa bao giờ kêu gọi vào tài khoản cá nhân của chị hết nha em ơi. Mỹ Nương. Thạch xanh nè. Thạch xanh. Trời ơi, thạch xanh đó hả? Để coi thạch xanh nè. Cay quá. Nè, thạch xanh nè mọi người. Vậy thôi hả? Trời, xíu đốt lửa lên rồi à. Nướng khoai, nướng bắp. Ổi kìa, có ăn ổi đưa ra hát tiếp đi. Ăn ổi chứ. Còn đây là sân khấu, siêu. Chuyển đèn. Khét kìa. Trời ơi. Cái ăn được rồi, nói biết tao. Mai mình làm món gì mình hát khét mình ăn bớt ta. Cái khế là được của mình, cái chùa đó. Cái chùa đó mới có giá trị thiên ngọc đâu vậy trọng. Em biết quay lại rồi. Chưa chị cũng đã biết rồi. Ăn nè. Filter xin đi. Hả? Có filter xin đó. Nào chị coi filter bên em coi. Mát quá hả? Mát quá à. Ủa có hàng hôn chưa ta? Hello. Ở xuống rồi kìa. Xuống chưa chú? Xuống rồi, xuống nãy giờ rồi. Ủa nhưng mà lúc mình mới tới đang xuống đó. Ủa gì hả? Lúc con ngủ mà con đâu biết đâu. Nãy giờ con lo con ấy luôn anh. Chú giờ sao đi coi giờ có thấy trời còn sáng kìa. Trái nhìn cũng đẹp nhưng mà. Đây nó là ngon, cái cây đó là ngon nhất. Đặc ruột chua chua ngọt. Phải cái một ở bên kia đó. Rồi giờ này 17 con dặn hay lúc nữa hết Tết rồi mà mọi người ơi. Dặn gì? Mấy bạn hỏi em 17 dặn hay lúc. Xì dách. Trời ơi. Chơi không? Có. Có không? Chơi không? Chứ chơi không? Có. Có. Chơi ở đây. Chơi. Dân chơi ở đây, nhưng người mà rủ em đi chơi tới sáng là đây chứ không phải là... nhưng
dân dây này không có, dạo này hay bệnh tật. Chua quá à. Xin chưa? Được hết. Dạ. Nhỏ xin chưa? Xin gì ạ? Xin này, chơi mà kiểu đấy là cho xin chơi lại. À, chơi năn nỉ. Ừ, chơi năn nỉ. Ê, sao cái tiếp filter anh đẹp quá vậy? Mày anh nói là cái trang em luôn á. Cái mặt anh nó đẹp chứ phải là do filter. Năng ơi. Quay lại. Có đẹp luôn không? Hay mình cắt cặp này với nhau được không? Đó, tới rồi đẹp đó. Gái. Trời đẹp gái quá ông ơi. Chết rồi. Chuyện chung quyền phải tin hết bị sượng luôn, đang live stream bị sượng. Đây nè, mọi người qua follow kênh của Đoàn Thiên Ân nè. Trời ơi, biết quá vậy mọi người, follow kênh Phát La nha. Trời ơi, bên Ân ta tặng hoa hồng quá trời kìa. Quay lại như nào vậy? Đây, nhưng mà em không có biết cái đó là gì đó. Chị bấm lập. Ủa rau má quá trời nè Ân. Trời nó miêu. Gì? Rau má là cái gì chú? Rau má là cái rau má. Rau má hả? Để tôi làm phép. Đau khổ lẫn nhau. Chết tôi à. Đau khổ lẫn nhau. Xin chào mọi người. Cay quá à. Thấy ảnh không? Chưa phải. Khổ đau đời nhau. Chào. Đùng. Mọi người hỏi con là tại sao gọi chị Phương là chị mà gọi chú Giang. Tôi già đó vậy thôi. Anh Giang làm gì cũng giỏi mọi người. Mà chỉ có mai mối là hơi kỳ thôi. Trùng ruột nha. Hả? Mọi người qua coi bên thêm bên kênh của chị Nhã Phương nha, Nabi Nhã Phương nha. Dạ, Nabi Nhã Phương bên này nha. Nhưng mà, nè, Nabi Nhã Phương đối diện nha. Đây, chùm ruột em ạ. Tóc ở chồng. Ừ. Đam ruột. Mọi người coi nè. Đúng rồi, chị có miếng chùm. Đó, mọi người vô liền đi rồi. Nè mọi người. Góc bên kia là chị đang like luôn nè. Hello mọi người. Đây là đồng chí của tôi. Hello. Nhã Phương đẹp quá kìa. Trời ơi, cảm ơn các em. Đúng là cái gu của kênh của em á, nó lên chị cái là lên view liền. Coi mặt chồng tôi kìa. Một cái sổ là cơn mưa đang đổ chéo. Nãy giờ nghe bài đó hả? Hình như thuộc mỗi bài. Xin hát karaoke nha. Ủa, ừ. Em đăng ký 50 bài. Đây ca sĩ nha. Ca sĩ đó. Ủa anh bắp này làm sao mà phải phơi hả? Đó mình kêu mình làm giống á em. Bữa anh Trọng đối diện đó, đợt quay hình nhá. Em phải cho mọi người coi cái trứng muối này nè. Trời ơi, sao mà chấm vô đây nè. Ăn mỡ rồi còn mỡ để làm giống á. Đúng rồi à. Mưa xuống cái bà đầu mình chua ơi, lúc nãy em xem không chua sao rồi chua. Gieo hạt. Mình có hai cây trồng chùm ruột. Ủa sao mọi người chỉnh được cái filter này cho thấy ngon hay quá vậy? Nào. Chua quá. Đã tặng á. Dạ hả? Đã tặng em á. Ồ. Bác gọi. Em nghe đi. Làm cân này em, không ăn gì là sẽ làm chú. Cân nhá. Xoài chưa có trái. Không chưa. Ăn tập ít cũng được nhưng mà đừng ăn gì. Đang trồng rồi. Biết hồi đó từ trồng xoài từ đầu rồi. Ăn cũng hợp lý. Bên ba làm gì? Xong gặp những cái rẽ phải. Là đi lên một đi lên một quả đó. Là sẽ có bên cái trái có đường 45. Ai cho bà đi hả? Ai cho bà đi hả? Nó mà muốn câu hoa hậu. Dạ xong. Dạ, một đoạn cũng xa á ba, là đường 45. Coi chừng hết 3G nha. Dạ. Em thấy cái này hiện ngang là hết 3G lắm á. Dạ, dạ ba. Thấy chưa? Thấy chưa? Đưa vô TikTok ở chỗ này hả? Đây à? Ừ. Mọi người đợi xíu cái nha. Cái này là đợi xíu nha. Trời ơi, ta tặng quà quá trời luôn ta. Vậy hả? Ừ. Ủa tặng quà, tặng quà. Cái này mặc áo Toby nè mọi người. Cái cute không? À, đứa mặc áo đôi đó. Ai đứa áo đôi trời ơi. Đại diện thương hiệu Toby đó mọi người. Dễ thương không? Chết rồi, giờ hết tới rồi đó. Lạnh tới được, phải ngồi trong nhà rồi. Anh Phát đang đăng ký 3G. Không, tối xuống nó lạnh lắm. Tối phải ngồi trong nhà. Là ngồi suối có nước không ta? Trời. Ồ, thèm xoài chấm mắm ruốc quá. Chị còn có còn quả khác à? Không vậy? Quả mà chưa có quả. Còn. Xoài ổi kìa. Thế. Có em mận. Trời ơi, cây vừa. Đây, mọi người còn đó không? Tầm này không nấu cơm. Like chị Phương bị gì rồi kìa. Người ta qua, người ta nhắn em kìa. Chị Phương bị sao đây nè? Cái gì chị Phương bị hết 3G. Chị Phương bị hết 3G. Chị đây em. Nè, người ta nhắn nè, like chị Phương bị gì nè. Chị đây. Sao không thấy chị Phương like? Ủa điện thoại bị gì hả? Không biết luôn. Ủa đây là bị gì không? Bị tuột rồi. Nhưng mà làm sao? Bị chị tắt, mở lại đi. Tắt làm sao rồi chị đâu? Phương ơi. Đơn xích mà. Phương ơi. Chị tắt mở lại. Vô đây ngồi chị. Đây nè, mốt chị tắt rồi, chị bấm vô nút tắt nè. Chị bấm nút này tắt nè. À, xong rồi chị bấm kết thúc ngay. À. Rồi xong rồi chị bấm lại. Nè mọi người vô coi lại nha. Vô lại chị với bếp. Mà giờ chị sao không thấy chị Phương vậy? Rồi được rồi. Thôi để cho hai đứa like đi. Ủa? Ân này nó màn hình trắng xóa luôn rồi. Chị tắt mở lại đi.
hai chị em mình hết 3G là người ta đổ dồn một kênh lên rồi. Trời ơi. Thiệt luôn á, 3G. Hèn chi em thấy em tăng vượt trời quá nè. Hèn chi tăng quá trời tăng luôn. Trời ơi quá trời vậy. Từ hai chị em mình. Ủa, vậy là mai mình về mình sẽ hái mớ mận với ổi đem về. Dạ. Nhiều lắm. Ừ. Chín hết rồi. Dạ. Đu đủ nó kìa chú, nhưng mà đu đủ chưa chín. Lúc này là sao? Chín đó là sống có luôn. Đảo rồi, mấy cái cây cây đào cũng sai trái đó. Đầu tiên về làm mấy cái này chị đâu biết đâu. Bỏ qua đi. Là xong rồi đúng không? Rồi đó. Cái mất luôn lại khác qua kìa. Lại đi. Nhưng mà hồi nãy mất luôn rồi hả? Không, nó còn ở trong đó. À. Nó vẫn luôn á, lấy em chỉ chị coi. Thế là không có quay hôm nay mọi người mai chơi thôi. Mai mình đi cá biển từ từ mình nấu khế ăn. Thôi rồi, mai like của mấy đứa được rồi. Như đó thôi, mai mốt like tiếp. Không biết like, bữa sau like. Ủa bữa sau chị bấm vô đâu like? Chị bấm đây nè. Ví dụ như là bây giờ chị vô. Rồi đây, xong chị bấm vô đây hả? Không, chó này thôi à. Cộng nè. Ok. Thì bấm chữ like. Ok. Like luôn đi. Cứ để đi. Cái để đi. nó nhiều người nó vô xong rồi họ follow mình. Ồ này em chỉnh cái gì mà đúng không? Bây giờ không cần chỉnh hả? Có. Nó sẵn luôn á. Chị thấy da mặt gì hồng hồng sẵn không? Không nhận thì muốn bò ghê á. Chị dùng muốn. Tí ăn lẩu bò. Tí ăn lẩu bò. Ừ. Bữa nào qua đó vào cho ăn. Hôm bữa đó, bữa chị Phương kêu con qua mà con đi con không về kịp. Bữa đâu? Lâu á. Dạ rồi, người ta đổ dồn ở trên của thiệt luôn rồi. Nè, vậy thôi. Đó. Mọi người ơi, hỗ trợ chị Phương cái. Hỗ trợ chị Phương qua kênh Nabi Nhã Phương đi mọi người. Chúng ta đổ dồn qua kênh của Nabi Nhã Phương. Trở về đi. Chỉ còn 2 phút nữa thôi, chúng tôi sẽ tắt kênh Đoàn Thiên Ân và kênh Phát La. Chúng ta sẽ chỉ like kênh Nabi Nhã Phương. Mọi người hãy đổ dồn qua kênh Nabi Nhã Phương. Sáng vậy trời. Mọi người giúp cho chị tôi một subscribe đi nào. Kính thưa quý vị các bạn. Nè mọi người ơi. Chứ bữa giờ chỉ mua subscribe. Các cụ ăn gì thì tôi cúng. Ôi nhưng mà mọi người hãy đổ dồn vào kênh của chị Na Bi Nhã Phương. Là mọi người lên lại rồi kìa, mọi người đã lên lại rồi kìa. Tôi kêu gọi mọi người hãy qua của kênh hay sang kênh Na Bi Nhã Phương để xem chị tôi diễn. Đã qua à kìa. Có anh bắt lao qua đây. Có sâu mà, mình đâu phun thuốc nên phải có sâu chứ. Đúng rồi. Nè. Nó lên chứ nhở? Lên dữ hay lên dữ á? Tự trồng nha. Chị nghĩ là chị không nên la like rồi, để xíu nữa khi mọi người hát karaoke chị sẽ like. Ừ, kìa. Lên rồi, lên rồi. Cảm ơn các em. Mọi người, cô bé qua dễ thương quá à. Đúng rồi, Phát La là Tobi shop Phát La mọi người. Mọi người nhớ ủng hộ nha, Tobi.vn. Tobi.vn nha mọi người, xịn sò lắm mọi người. Phát La giàu quá à, cải da lắm mọi người. Phát La giàu lắm. Cái cốc mùa, mấy cái cốc mùa này nó rụng lát trơn. Tiệm cấp shop shop có trái bự lắm nè. Ăn. Nhà hàng nè. Cốc là trái bự lắm. Có chú chú. Có ăn rồi. Đợt này nó mùa này mùa rụng lát của nó. Cái gì vậy? Cốc hả? Cốc. Ngon quá nè. Có trồng mấy cây mận cầu gai mà tới giờ này vẫn chưa có trái nào luôn. Thì phải đi nghiên cứu. Ôi trời ơi, có mận. Ê, con miệng bụi đó chưa có ổn rồi, không biết có sâu. Có xoài. Hỗ trợ chị gái mình lên cái đi. Mình like kênh chị gái mình thôi. Thôi mình tắt đi ha. Mọi người hãy đổ dồn vào kênh của Nabi Nhã Phương nha. Mọi người qua kênh của chị Phương nha.